Hello Lâm. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay lại với khóa học TypeScript cơ bản. Đầu tiên, trước khi chúng ta đi vào bài học tiếp theo, chúng ta sẽ chữa bài của ngày hôm trước. Bài của ngày hôm trước nói là các bạn hãy điền vào chỗ trống để giúp dòng lệnh sau không bị lỗi khi biên dịch. Đây là một object và có hai thuộc tính là ID và name. Khi ta khởi tạo thì ta chỉ gán giá trị thuộc tính ID, còn name thì không gán. Nếu mà để bình thường thì sẽ bị lỗi ngay. Còn nếu như chúng ta thêm dấu hỏi chấm trước dấu hai chấm này thì chúng ta không cần khai báo hoặc khởi tạo vội thuộc tính thứ hai. Chúng ta có thể gán giá trị bất kỳ lúc nào, không hề bị lỗi. Ok, chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về kiểu E5. Một kiểu khá đặc biệt ở trong TypeScript. E5 là một lớp đặc biệt đại diện cho một nhóm các hằng số, các biến không thể thay đổi. E5 có hai kiểu, đấy là kiểu string và kiểu số, chuỗi và số. Chúng ta sẽ đi vào thực hành kiểu số trước. Trong phần thực hành này thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một kiểu E5 với cấu trúc sau: từ khóa E5, cách tên của E5 sẽ đặt là sinh viên đi, sau đấy tôi sẽ gọi ra 4 E5 là E5 Nguyễn Văn A chẳng hạn. E5 quá nhanh. E5 tôi đi cốt dạo. Ok, chúng ta sẽ thử lốc ra giá trị E5 đầu tiên. Console trong lốc. Chấm Nguyễn Văn A. Các bạn xem là lốc ra sẽ là giá trị gì. Chúng ta hãy cùng thử biên dịch và chạy chương trình. Thì nó cũng giống như các mảng chúng ta đã học, thì phần thưởng đầu tiên sẽ mang giá trị 0, phải không ạ? Tôi đoán là sẽ in ra màn hình là 0. Cho các bạn, tôi viết nhầm dấu chấm thành dấu phẩy. Đây, in ra giá trị 0. Phần thưởng đầu tiên của E5 sẽ mặc định là giá trị 0 và sẽ được cộng 1 những giá trị tiếp theo. Đây là kiểu mặc định cho E5 default. Ngoài ra thì các bạn có thể khởi tạo giá trị đầu tiên của E5 và những giá trị E5 tiếp theo sẽ tự động tăng 1. Chúng ta sẽ cùng thử thực hành phía trên. Tôi sẽ gán Nguyễn Văn A bằng 1 này.
Sau đấy tôi sẽ lock ra. Quá nhanh và tôi đi gốc dạo. Cái này cũng khá dễ phải không các bạn? Các bạn cũng có thể suy đoán ra là quá nhanh sẽ là 2 và tôi đi cốt gốc dạo sẽ là 3. Chúng ta sẽ cùng biên dịch lại chương trình. Đúng nha, chúng ta dự đoán thôi. Con son lốc sẽ in ra giá trị là 123. Và cuối cùng thì sẽ là kiến thức fully initialize. Tức là bạn có thể gắn giá trị duy nhất cho mỗi i5. Sau đó thì các i5 sẽ nhận giá trị đấy và không tự động tăng nữa. Để hiểu rõ hơn thì tôi sẽ comment đoạn lock lại và khởi tạo một i5 mới. I5 này sẽ có tên là status code. Và nếu là not found sẽ là 404. Cái này các bạn trông khá quen phải không? Thỉnh thoảng mà chúng ta không tìm thấy trang ở trên một website nào đấy thì nó sẽ hiển thị ra lỗi code là 404 như thế này. Thành công. Sẽ là 200. Best request sẽ là 400. 400. Chúng ta sẽ cũng sẽ thử lốc ra toàn bộ chuỗi i5 vì đã được gắn giá trị rồi nên các i5 này sẽ in ra đúng với giá trị được gắn mà thôi. Status code này 404 này, 200 này, à quên, not found, succeed, và best request. Xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ cùng thử cùng view và trả lại chương trình. Node i5.cs đấy, in ra đúng giá trị mà chúng ta đã gán. À, ngoài ra thì i5 còn có thể chứa các chuỗi và điều này còn phổ biến hơn cả i5 số vì tính dễ đọc và mục đích của chúng. Chúng ta sẽ cùng thử i5 kiểu chuỗi. Chúng ta sẽ khai báo một i5 tên là phương hướng. D sẽ là đông. T sẽ là tây. Tương tự chúng ta có nam và bắc. I5 này không được trùng quý vị và các bạn. Ok, ta sẽ thử lốc giá trị
là giá trị T trong phương hướng, không có lỗi biên dịch nào cả, thống sẽ chạy ngon nghẻ mà thôi. Mình sẽ in ra cho chúng ta là tây, đúng như chúng ta dự đoán. Như vậy là bài học của chúng ta đã hết. Sau đây sẽ là bài tập cuối phần học. Các bạn hãy đoán xem màn hình sẽ in ra giá trị gì. I5 channel quá nhanh. Phải tôi đi có dạ bằng 200. Con số lốc channel chấm quá nhanh. Chúc các bạn trả lời đúng câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.